Thưa thầy, xin thầy có thể chỉ rõ tánh Phật nằm ở vị trí nào trong cơ thể con người? Tánh người nằm ở vị trí nào trong cơ thể con người ạ? Tánh Phật nó nằm ở trung tâm não bộ của con người. Còn tánh người nó là cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó xuất phát ra 16 thứ. Nó khắp trong châu thân mình chỗ nào cũng có tánh người hết. Có nghĩa là nó quay liên tục để nó phát ra 16 thứ. Giống như cái dynamo điện mà nó quay ra, nó chỗ nào cũng có điện hết. Cắm cái chỗ nào nó cũng có điện hết. Thì cái tánh người cũng vậy, tánh người trong cái châu thân mình chỗ nào cái tánh người cũng phát ra được hết. Vì thế mà đụng chỗ nào cũng đau, thấy không? Nó là cái tánh người này. Có nghĩa là tánh Phật nằm ở trung tâm não bộ của con người, còn tánh người nó bao khắp châu thân của con người. Con hiểu không? Nó cấu tạo bằng, tánh Phật thì cấu tạo bằng một nguyên tử sáng của điện từ quang. Tánh người nó xuất phát ra 16 thứ tánh của điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi, phát ra 16 thứ tánh. Giống như dynamo điện nó phát ra 16 thứ màu điện màu. Có bao nhiêu màu nó ra đủ cái màu đó. Rồi con hỏi tiếp đi.